Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Chợ Phiên Tây Bắc. Hiện tại thì mình đang ở quốc lộ 6 thuộc hiện tại ở đây là đang thuộc địa phận của tỉnh Sơn La rồi. Thì hôm qua mình có về Hà Nội để đón sếp, nhưng mà sáng nay thì sếp có đi cùng một đoàn, đó là đoàn của anh Huấn Hoa Hồng. Nhưng mà mình thì đi trước và có đến khu vực này để đặt cơm. Sau đấy thì là chờ đón anh em đến. Thì bây giờ mình vào quán để đặt trước món cơm, sau đó thì để chờ sếp Hải cùng với lại cả anh em ở đấy xem đối các bạn là hôm nay là xem là sếp Hải đi cùng ai nhá. Chào em, chào anh nhá. Em muốn order cho khoảng hai mâm cơm để tí nữa em có một đoàn anh em đến đây ấy. Thì anh xem có món gì. À đây em ạ. Thực đơn này. Có đầu cá này. Đấy, đầu cá rồi là cá sốt. Bê hấp. Thịt quay. Đấy, chân giò này. Lòng gà xào. Đậu sốt. Tim cật xào. Sườn chua ngọt. Gà sáo nước. Gà luộc. Quán mình nó đầy đủ nha. Vâng, rất là đầy đủ. Anh rồi. Ăn thì thế là... thì những món này thì anh cho em mỗi hai mâm. Hai mâm thì mỗi mâm là hai đĩa. Vâng. Đây các bạn này. Đấy. Rồi. Anh làm cho em nhé. Vâng. Để tí nữa em tiếp đón anh em ở đây. Nhất trí. Ok chú. Em có thể xem qua là cái quy trình nấu nướng nhà mình không? Vâng, anh. Ở đây thì địa chỉ cụ thể của mình ở đây là đây là bản Co Tràm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. À, rồi vâng. Ok anh. Đấy, bây giờ anh nấu, anh chế biến cho em. Vâng. Ở đây thường thì nhà mình hay đón khách du lịch đến đúng không? Đúng rồi, đây làm khách du lịch, khách anh em đi xe. Xe ô tô, cơm xe tải các thứ. Vâng, xe tải và dẫn. Nói chung là tiếp khách. Mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ? Đây mình mở từ 5 rưỡi sáng. 5 rưỡi. Chắc là mở sớm đấy. Có cả ăn sáng hả anh? Đúng, có cả ăn sáng. Cơm phở. Bún phở đầy đủ. Anh tên là gì nhỉ? Anh tên là anh Dưỡng. Anh Dưỡng đúng không? À. Quý khán giả mà có đến khu vực này thì có thể ghé qua đây ăn cơm nhà hàng Dưỡng Hoàn ở bản Co Tràm. Lóng Luông. Huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. À, đúng rồi. Em nghe nói ngày trước là Lóng Luông có cái vụ gì kinh khủng lắm không? Đúng rồi. Rồi ok, anh nấu giúp em nhé. Rồi. Ok. Ra ngoài để sắp xe đúng không? Bây giờ đang bắt đầu nấu món gì đây chị? Làm cá sốt em ơi. Cá sốt. Ok. Chị được trao lại cá không nấu đúng không? Chị đang trao lại cá rồi, xào về món tim cật. Chị mở quán này được bao lâu rồi? Mở 21 năm rồi em ạ. 21 năm. Khá lâu rồi. Khá lâu rồi. Ông chủ thì chiếc xe mà chủ nấu ăn luôn. Trực tiếp nấu ăn. Quan mà tôi đúng không chị? Chào thang khí ở chúng ta ấy. Còn là gì? Đại dịch chết lớp rồi. Hôm nay thử chút xem ở trên này có ăn gì ngon không? Đọc
dân như này á. Món ăn bình dân thì... Đúng quá, nhà chị nhiều đồ ăn lắm. Bán được nhiều món hết, 30 món. Đấy thì mình cũng có gọi khoảng chục món thôi, nhưng mà chị nói là riêng quán nhà chị cứ phải hết là phải 30 món nữa. Đúng đây, ngửi cái mùi đã muốn ăn rồi. Sếp mình thì có bảo gọi thêm món vịt. Đấy. Nên là anh ấy sẽ ra tận chuồng là bắt vịt luôn. Cái vịt nào ngon bắt nhanh nhá. Rồi, đây anh đưa em xem nào. Hai con này ngon không? Hai con này được khoảng bao cân anh? Năm cân đấy. 5 cân à? Đây em xem nào. Đây. Đấy, 2 con vịt này, khoảng 5 cân. Rồi, ok, vào chế biến cho em nhé. Bó chặt ngon đấy, thơm đấy. Lợn này lợn đen hả chị? Ở trên này bà con là có rất nhiều lợn đen đấy. Lợn đen ở trong bản nhiều lắm. Vâng. Yeah.
hai đĩa này. Không phải là đầy ụ luôn này. Còn cả thịt quay nữa chị ạ. Rồi là sườn. Nói chung là hôm nay gọi gần như là full nhà chị rồi đấy. Giờ là chính tiết mục thịt quay. Ngon nhỉ. Hai miếng nào ngon nhất chị nhé? Miếng nào cũng ngon. Miếng nào ngon đúng không? Ừ. Thịt đen này thì đúng là miếng nào cũng ngon. Thôi em có ăn là nạc hay không nạc thôi. À. Ăn thử cái miếng thịt quay này có ngon bằng Lạng Sơn nhỉ? À, có bao ngon ở Sapa à? Nó vẫn còn nóng hổi. Giòn như ngô. Ừ. Giòn lắm. Đúng không? Uy tín đấy. Ngon quá. Hai đĩa. Vẫn còn cả món B đúng không? B hấp. Em thử miếng nữa nhé. Em cứ ăn đi. Rồi này. Ngon lắm. Đây, món thịt bê hấp này, chị vừa cho ra nóng hổi. Giờ là thái món này ra. Đây là cứ ai ăn thì bắt đầu là chị mới vớt ra đúng không? Ai ăn thì mới làm nóng với lại cái gì cũng nóng. Một trâu này là đất bào rồi. Em ăn gì đấy? Có tiền. Mấy người? Chị vừa thái thịt cho mình vừa phải tính tiền. Khổ đấy. Một người ăn gì nhỉ? Sách. Ủa? Các bạn đi. Ủa? Có. Cơ bản là cũng một số món này rồi. Còn một số món nữa. 60.000. Mình quay chia sẻ vậy thôi. Chút nữa thì mình sẽ đón sếp với lại cả anh em. Đấy, mọi người đã biết là mình đón sếp với đón ai rồi đấy. Đây, giờ chúng mình ở nhà. Cảm ơn driver nhá. Chuẩn bị đồ ăn rất là chu đáo, thôi anh em mình nâng ly đi. Tổng Cương đâu, em trai, mày có lái xe không? Ừ. Anh em ra đòn nhá. Em lái xe à? Lái xe thì thôi nhá. Cương nó thì mời cả nhà nhá. Chiều tối uống. Đây là ông chủ Cương này. Anh kiếm này, một hớp. Đây, không mà đừng uống. Thêm đá đi em. Thì uống nước ngọt với anh. Đúng rồi, uống gần kia nó quên đấy. Thấy bon mồm lắm. Ở đây ra là ra từng món một cho nó nóng. Đây là giới thiệu mọi người đây. Đây là B. B. Tìm cật xào. Mới ra được những cái món này thôi, còn một số những cái món khác nữa mà. Nói chung là ở trên xã này như này là đẳng cấp rồi. Thì thấy em. Nhưng mà anh em biết là mình đang đi qua địa phận ở đâu không? À cái chỗ này nó bắn bò bắt ngủ ma túy đúng không? Chuẩn rồi anh ạ. Anh em đi bây giờ xoay xe không? Rồi lấy chút nghỉ còn xa không? Hơn tiếng á. Nào anh em. Ừ. 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 Ừ.
Kìa ba lại cho con đi chơi. Đây nhá, ít chanh thôi. Chứ Hải thì cũng xa mình. Chứ anh Hải xem bao nhiêu? Nửa tháng. 6 hay là 86. Thế này 88 đúng không? Vâng. Biết chuyện bạn. Qua tiếp về là xuống Hà Nội cho con. Thành ra là anh em mình là bắt đầu cuộc hành trình. Thế nào mình sẽ đi đến Mộc Châu để đi chợ tỉnh. Đi chanh, đi chanh em đi ạ. Nó gọi xin đồ thì xin nhẹ thôi. Chứ bây giờ mình quát đo thì nó bị rội ạ. Em ơi, của anh 11 món cơ mà, đâu hết rồi? Ra đồ nhanh giúp em ấy nhá. Ở đây là quán cơm kiểu xe tải dọc đường thôi. Nên là cấp xã phục vụ từ từ. Em lên đây trước cả nhà một tiếng mà gọi đồ. Cái răng cơ 618 của anh này. Đó. Có răng cơ. Không có ạ. 618. Rắp to thôi. 19 đi 18 anh. 618 ấy. 18 cũng có, 19 thì có. Gọi nhiều quá quá. Gọi nhiều quá. Thế em gọi cho anh Tiến một ông. Ba trà cho anh VIP nhất Việt Nam luôn. Quả đấm lưng đẹp. Không. Ông có ông chuyên về trà đạo. Không, nổi tiếng nhất Việt Nam này. Có ấm cầm về luôn ạ? Có, uống trà là nổi tiếng Nam. Pha trà uống xong cầm ấm về được. Còn nếu mà chìa khóa ra to đâu, cho anh chìa khóa. Rồi, cảm ơn nhé. Bố phải cẩn thận lắm. Khu vực này thì không phải bàn đâu. Khu vực này là khu vực cũng nóng nóng ấy, nên là. Bảo quý huấn thì anh tặng này phần tư đấy. Cảm ơn, cảm ơn, cho anh một thứ quà. Mình cứ cẩn thận vẫn hơn. Trời, cái chắc cổ ấy. Cái túi đen to là đưa cho anh nhà anh 28 cam. Món gì đấy? 28 cam đây này. Hả? Măng măng. Cảm ơn em. 28 cam, 5 bộ nhớ riêng nhau. Đấy. Cái nào liên quan nào? Tiến đi đâu là cam của anh đấy. Đi anh Tiến mà lên nhà mình nhà. Không có cam nào theo anh Tiến 24/24. Như anh như quên cái gì nhà mình là giả luôn. Anh cầm nhầm thì còn đỡ, mà anh mà quên lại thì bỏ mẹ. Mà anh quên à. Cầm nhầm thì ủng hộ quá hiểu chứ. Nhưng mà quên là nhầm về quảng cáo hộ thôi. Điện thoại em ơi, cái đấy của anh đâu rồi? Hôm nay đồ ăn cơm xe tải nó nhẹ nhàng, có gì anh chị em từ từ thưởng thức nhá. Ok. Ai à, hàng quả xanh đỏ tím vàng uy tín đấy. Ok không? Ở đâu? Có giá là người đâu? Anh gốc Hà Nội. Xuân Đạo hay là gì? Mới ra món măng mới đây các anh chị này. Đây là đầu cá nấu măng chua. Đầu cá nấu măng chua. Của Sơn á? Súng 50 à. Súng 50 đấy. Anh Sơn đấy là bữa trước em với lại tóc dài à? Xếp Hải là ở trên Hà Giang cũng có gặp rồi. Đúng rồi. Ông tóc dài chỉ áo mà múa. Không, ông này tóc gọn gàng lắm. Mà một cái hôm hội chợ ở trên Lai Châu á. Đúng rồi. Đúng rồi, anh gặp rồi. Muốn thu đâu ấy. Gà. Gà trên bản này ngon. Tổng Cương đâu rồi? Chứ? Ừ, cương thì thiếu nước ngọt thôi. Riêng cương thì là cho 5 lon bầu. Em sinh năm Tân Chí. À, đã. Ừ. Em ở đâu nhỉ? Em Hải Dương. Tôi mà chuyên sản xuất sản phẩm mình bán. Cương này là ông hoàng của đàn ông. Tôi là chuyên sản xuất sản phẩm. Nước hoa. Thịt cá biển. Em ơi, ra đi. Chín xú là em ấy. À. Chín xú là em tổng của nó ấy. À, rồi. Ở ông chồm rồi. Ông chồm rồi. Cho ở chỗ, từ chỗ ông Quang. Không, tất cả các đội đấy đều... Xong rồi thì các bạn. Mà... Này cũng là vui mà. Đấy, đi đón em tiếp mà. Qua tổng cương. Đầu tiên ai là người nghĩ ra cái tên chín xú? Là mấy cái thằng marketing nó nghĩ. Cái cây út đây là cây út của anh Quang. Nhưng mà cái nghĩa của cái câu chín xú đấy là gì, Cương?
người ED người ta có cái thuật ngữ đấy. À. Không. Cái xin chú là tên gọi cái một cái thảo dược của người ED. Cái này là một đại lý của em viết ra cái câu xỉ xú. À. Là bạn ấy ở Hưng Yên rồi. Ừ. Thì anh ấy test một sản phẩm thành công rồi. Vợ lúc nào cũng xin luôn. Nha. Cái anh như cái thú được. Ừ. Anh có thể tiết lộ được không mày Vấn? Tao cái này bí mật nữa. Bí mật. Nếu lúc nào bán mở bán thị trường nó còn lên sàn chứng khoán nó đắt cơ mà. À. Tức là mình bán cái sản phẩm của mình kèm theo một em. Để cho công test luôn. Công test trước xong rồi mới về với vợ sau. Thế mày lấy đâu mà cầm sức nữa. Linh ơi. Linh. Tối nay thi đấu nhỉ? Ừ. Hay luôn mà ngay. Ngày xưa cái bạn chị nhân viên không. Bên bạn ấy cũng viết một cái câu chuyện là tóc bà Hòe. Có nghĩa là bạn nhân viên bên cạnh là nhân viên C một tên là Hòe. Thì câu chuyện là sản phẩm và cái những cái đó là vô tình là tạo nên một cái thương hiệu, một cái kêu ước. Xong lại bị lên chuyển động 24 giờ. Vì nó chưa gì thì nó là... nổi tiếng về bọn rocket. Nó hơn 200 tỷ một tháng. Em biết này không? Em chỉ biết công ty Thái Dương mà không biết chủ tịch. Không biết à? Muốn biết không? Tôi là cái xỉn số ấy, trước anh Quang mình làm cho anh ấy, nhưng mà anh không em anh không sườn. Dám làm rộng. Cái TikTok là mình đưa lên chưa được. Ừ. Mình đưa lên TikTok được. Nhưng mà nhưng mà anh hỏi ngu tí là cái cao xỉn số ấy để làm gì em? Vậy cái cách sử dụng mày đưa cho anh đã dùng đâu? Ăn no ngủ khỏe đầu. À, bôi vào đầu mà chọc chọc lên đúng không? Đầu không có tóc cái gì. Đấy. Xong rồi bao nhiêu lâu thì dùng được? 30 phút sau rửa sạch đi là... Mẹ mày lằng nhằng lắm nhờ. Là... mình chờ 30 phút sau đi ngủ con mẹ rồi. Bôi vào cổ nhà máy nước. Nhưng mà nó có tác dụng trong 6-8 tiếng. Tức là 80% người sử dụng ma túy là bởi vì cái yêu cầu của xin chú. Bây giờ các bạn không dùng ma túy. Bây giờ có cái gì đâu, mày cần cái gì phải mua cái gì. Đấy, nội đó. Anh nghe nói mày công thức luôn. Cái kinh doanh... Anh kinh doanh thì em sản xuất hàng cho anh bán. Anh bán hết, anh giảm tiền thì giảm, không giả thôi. Quên thì thôi, còn tới đâu thì đánh nhầm ấy. Nhưng mà nhớ là phải mang hết đi, những đồ đi. Đừng để cấm để quên cái gì ở nhà. Mình cũng xin phép kết thúc video ở đây. Đôi khi quên thôi. Đói đói, quay phim đói. Mình đói. Em đói rồi anh em. Chuyện có vịt đông ra thôi rồi. Đã yên đoạn cho vịt Thành Hải đúng là mày. Cho ông ăn tiếp đeo cho, bây giờ để tự yên lên. Hải đúng là cậu với cháu. Cứ quay cho ông ăn no trước. Cứ quay thôi. Đây là mình gọi món như này là đơn giản nhất này nhé. Vào đây hỏi là nhà có bao nhiêu món, người ta bảo là đây là tất cả những món ăn mà cho hết ra, thế là hết thôi. Hết ra anh ạ. Chung quy ở xã là có như này ăn là tốt lắm rồi. Đúng rồi. À. Thôi, nhưng mà em cũng đói rồi. Em để mọi người ăn uống thoải mái hơn thì em xin phép kết thúc video. Mọi người chào giúp em cái nào. Chào anh em nhá.